Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức và hai bản tin này. Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau: bắt thêm đồng phạm của Hùng Sức, Tông Vũ nổ súng vào 4 người. Chỉ đạo đàn em đi cướp dê về làm thịt nhậu Bắc Thành, Hùng Sức và đồng phạm đã dùng 2 khẩu súng bắn 4 người bị thương. Ngày 3 tháng 2, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bắc Bình ở Bình Thuận cho biết vừa bắt tạm giam Nguyễn Đức Hùng hay còn gọi là Mùi, 29 tuổi, ngụ tại Phan Rí Thành, Bắc Bình, trong vụ nổ súng bắn 4 người bị thương. Nguyễn Đức Hùng là đồng phạm của Nguyễn Quốc Hùng, tức Hùng Sức, một giang hồ có số má ở đây. Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 19 tháng 1, có 3 thanh niên ở thôn Bình Lễ, xã Phan Rí Thành đến xã Phan Hòa ở Bắc Bình đuổi bắt đàn dê của em T, 16 tuổi, đang chăn. T liền điện thoại vào cha ruột và người thân chạy ra hỗ trợ đuổi 3 thanh niên này đi. Nhóm thanh niên này đã bỏ chạy, để lại xe máy. Khoảng 15 phút sau, một nhóm thanh niên khá đông do Hùng Sức và Mùi cầm đầu kéo đến, sử dụng 2 khẩu súng bắn liên tục khiến em T và 3 người gục tại chỗ. Các nạn nhân đã được người già đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Trong đó có 2 nạn nhân đã bị bắn nhiều phát vào vùng bụng, bị thương nặng phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu. Sau khi gây án, Hùng Sức đã bỏ trốn vào ngày 22 tháng 1 và bị bắt ngay tại Nha Trang. Tại cơ quan điều tra, Hùng và Mùi khai đã chỉ đạo đàn em đi bắt dê về nhậu cuối năm. Khi nghe đàn em bị rượt đuổi, Hùng và Mùi dùng 2 khẩu súng bắn đạn chì kéo đến bắn các nạn nhân rồi bỏ trốn. Được biết, Hùng Sức là một giang hồ có số má tại Phan Rí Thành, cầm đầu nhóm thanh niên rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí sát thương để giải quyết mâu thuẫn. Hiện, 2 nạn nhân bị thương nặng là Lâm Thiện Tuân và Vạn Thành Tài, đều 24 tuổi, đã qua cơn nguy kịch và được chuyển về Bệnh viện Bình Thuận để điều trị. Theo kết quả giám định thương tật, Tuân bị thương tật 55% và Tài 53%. Cảm ơn các bạn đã theo. Các bạn thấy không? Có cần gì thì cứ đi mua ăn của người ta mà đi tới bắt người ta đuổi, chưa đập gãy giò là mai rồi đó. Ở đó mà còn quay lại trả thù, mấy người này là tử hình hoặc chung thân thôi, quá manh động, đúng không ạ? Cần gì thì cứ ra chợ mua dê bắn đầy ngoài, chứ đâu phải không bán đâu. Mà đi của người ta đang chăn mà người ta tới bắt người ta đuổi, vậy mà còn không biết gì mà còn quay lại mà đi bắn người ta nữa thì công lý ở đâu? Nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn cứ comment bên dưới xem thử cái công lý ở đâu chỗ này. Rồi, và đừng quên ấn dùng cái nút đăng ký để cập nhật các tin tức mới nhất. Cảm ơn các bạn.